Ok, bây giờ anh đánh cái điệu mà bữa trước em chỉ cho anh á. Anh nhớ không? Chuyển hợp âm. Chuyển hợp âm khác. Chuyển hợp âm nữa, đừng có để đánh một hợp âm. Nhưng mà sao sáng nay cái âm thanh bên anh sao nó khó nghe quá. Bây giờ cái bài đó ráp vô cái lời hát được chưa? À, thôi đừng đừng có ngại, đừng có ngại. Tự tin lên, làm thử đi. À, đắp mộ cuộc tình. Nhưng mà em cảm nhận được là anh đang đờn đúng. Có một cái chỗ hợp âm qua son đó, son thứ chứ không phải son trưởng. Từng ta 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 lại chỗ đó là son thứ. Son son thứ không, anh bỏ cái ngón giữa ra là thành son thứ. Đúng rồi, nó là son thứ, còn bỏ cái ngón giữa vô nó là son trưởng. Cái chỗ đó là son thứ. Anh phải hát anh hát cái điệu này anh chưa đừng có chuẩn, cho nên cái có nghĩa là cái tình cảm anh chưa có đặt vô đó được. Cái chỗ này nè anh phải nhả ra, anh nhìn cái tay em nè, nhìn bên tay này nha, nhìn bên tay trái tay bấm hồng mắt nè, nè nó cử động không, thấy không? Mục đích là cái gì? Là cho cái tiếng nó đừng có ngân, cái tiếng chết lên đó. Cái tiếng chết mà nó ngân nó ồn lắm. Có nghĩa là anh đánh cái chết xong rồi anh nhả nó ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Chết bùm, chết bùm, chết bùm. Chat boom, chat boom, chat 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 boom, chat boom, chat boom, yeah. Sáng nay muốn nghe hát quá lắm, hay lắm, hay lắm. Wow.
Hay rồi đó. Bây giờ chỉ cần làm cho nó trơn tru và chuyển hợp âm. Cái hợp âm đó anh in ra chưa? In ra giấy rồi có. phải không? Ok. Rồi. Phải trả cho em nha. Phải trả bài này trơn tru cho em nha. Mình ca vô, mình quánh một ca không được sao rồi. Được chứ. Từ từ, tại vì á, à, tại tại vì anh còn bị chi phối bởi cái điệu này, anh chưa có. Có nghĩa là làm nó thói quen tới mức độ mà mình không còn suy nghĩ về nó nữa. Là lúc đó anh chỉ lo phần hát thôi là được. Còn bây giờ vừa hát vừa suy nghĩ phải đánh như thế nào, nó rất là khó.